Chiều ngày 21 tháng 4, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, 56 tuổi, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội và 11 bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu thầu gây thiệt hại trên 53 tỷ đồng tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Theo đó, bản án sơ thẩm tuyên ông Nguyễn Quang Tuấn 3 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội danh trên, bà Hoàng Thị Ngọc Hưởng, 62 tuổi, cựu phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, 2 năm 6 tháng tù, ông Đoàn Trọng Bình, 63 tuổi, cựu phó phòng vật tư và cựu cán bộ Bệnh viện Nghiêm Tuấn Linh cùng lĩnh 2 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Đức Đảng, 47 tuổi, chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hoàng Nga, 3 năm 6 tháng tù. Phạm Huy Lập, 71 tuổi, giám đốc Công ty Hoàng Nga, 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Phạm Thị Kim Oanh, 42 tuổi, kế toán trưởng, 2 năm tù. Bị cáo Phan Tuấn Đạt, chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Kim Hòa Phát, 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Theo hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của ông Nguyễn Quang Tuấn được xác định trong hoàn cảnh ngành y tế khó khăn, nhưng bị cáo đã nôn nóng, thiếu hiểu biết nên dẫn đến sai phạm. Theo đánh giá của hội đồng xét xử, bị cáo Tuấn chỉ vi phạm trong công tác quản lý, do đó áp dụng dưới mức hình phạt mà Viện Kiểm sát đề nghị. Ngày 21 tháng 4 tại thành phố Quy Nhơn, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU và công tác chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC lần thứ tư. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, Thủ tướng vừa có công điện phê bình 4 tỉnh do vẫn tồn tại tàu cá đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài và đề nghị kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu các địa phương này. Cụ thể, công điện Thủ tướng phê bình 4 tỉnh gồm Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Kiên Giang do tiếp tục để xảy ra tình trạng tàu cá của địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài từ đầu năm 2023 đến nay. Yêu cầu các tỉnh tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị có liên quan, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15 tháng 5 năm 2023. Điều tra xác minh xử lý triệt để các vi phạm, trường hợp đủ căn cứ xử lý hình sự cần điều tra truy tố, theo quy định pháp luật. Đặc biệt, hành vi cố tình vi phạm quy định IUU, hợp thức hóa hồ sơ đối với các lô hàng thủy sản xuất khẩu, chủ động điều động biệt phái bố trí nhân lực, kinh phí, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chống IUU. Liên quan tới vụ việc một ô tô chạy tốc độ cao, rú ga, lượn nhiều vòng quanh bùng binh tại trước nhà hát lớn Hà Nội, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông, ngày 21 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Thắng, 39 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm về tội gây rối trật tự công cộng. Qua điều tra rạng sáng ngày 17 tháng 4, ông Thắng điều khiển xe ô tô chạy với tốc độ cao, rú ga, chạy nhiều vòng quanh bùng binh trước nhà hát lớn Hà Nội. Khi tài xế dừng xe lại trước bên trái nhà hát lớn Hà Nội, tổ công tác công an phường Tràng Tiền đã yêu cầu người này xuống xe nhưng đối tượng không chấp hành và phóng xe bỏ chạy thoát về phía Tràng Tiền, Trần Quang Khải. Ngày 21 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 11 trên CTTTG về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dại. Trong 3 tháng đầu năm 2023 đã có 23 ca tử vong do bệnh dại. Nguy cơ bệnh dại tiếp tục xảy ra và gây tử vong trên người là rất cao. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành chỉ đạo thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng chống bệnh dại ở người và động vật. Người đứng đầu Ủy ban Nhân dân các cấp chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống bệnh dại, xử lý cán bộ công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các cấp chủ động phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành thú y, tổ chức thực hiện tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó mèo, bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng trên 70% tổng đàn trong giai đoạn 2023-2025 và trên 80% trong giai đoạn 2026-2030, thường xuyên rà soát tiêm phòng bổ sung, tránh bỏ sót chó mèo. Liên quan đến những vi phạm ở vòng 7 V-League và vòng 3 giải hạng nhất 2023 vừa qua, ngày 21 tháng 4, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF đã ra thông báo kỷ luật các trường hợp liên quan. Qua đó, mức phạt kịch khung được dành cho Nguyễn Văn Quyết với việc bị treo giò 8 trận kèm 40 triệu đồng tiền phạt.
đây được xem là mức phạt cao nhất dành cho vi phạm này. Trưởng ban kỷ luật VFF ông Vũ Xuân Thành cho biết, căn cứ điểm B khoảng 2 điều 39 là cấm từ 5 đến 8 trận, Văn Quyết chịu mức cấm thi đấu cao nhất trong khung này. Trước đó, sau khi kết thúc trận Bình Định Hà Nội FC trên sân Quy Nhơn, tiền vệ Nguyễn Văn Quyết đã có phản ứng thái quá với trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành. Mà theo nội dung án phạt từ VFF là Văn Quyết xâm phạm thân thể với trọng tài này. Ngay sau đó, trọng tài chính đã rút thẻ đỏ đối với Văn Quyết. Việc bị cấm thi đấu 8 trận không chỉ ảnh hưởng đến cuộc đua tranh danh hiệu vua phá lưới mùa bóng năm nay của Văn Quyết, mà sẽ ảnh hưởng đến cả Hà Nội FC ở mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch ở mùa này. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác tổng cộng có 4.466 chuyến bay với 755.910 hành khách. So với năm 2022, tổng số chuyến bay tăng 18%, hành khách tăng 32%, trong đó chuyến bay quốc tế là 1.380 chuyến với 255.715 hành khách. Chuyến bay quốc nội là 3.086 chuyến với 500.195 hành khách. Ngày cao điểm có 810 chuyến bay. Chiều ngày 21 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thống nhất phương án phân luồng giao thông dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5 trên đèo Bảo Lộc và Mimosa. Cụ thể, từ 6 giờ ngày 29 tháng 4 đến 20 giờ ngày 3 tháng 5, sẽ cấm xe ô tô có trọng tải toàn bộ trên 20 tấn lưu thông trên đèo Mimosa từ 6 giờ đến 20 giờ. Trong khoảng thời gian trên, các phương tiện này ra vào thành phố Đà Lạt sẽ lưu thông theo hướng quốc lộ 27, đường 725 về xã Tà Nung, hoặc quốc lộ 27, quốc lộ 20, qua đèo Diran về phường 11. Các đơn vị chức năng sẽ điều tiết phân luồng giao thông cho xe ô tô lưu thông qua đường nội bộ khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm trừ xe tải để giảm tải cho đèo Mimosa khi lưu lượng xe tăng cao, có thể gây ùn tắc giao thông. Đối với đèo Bảo Lộc trên quốc lộ 20, cửa ngõ các tỉnh phía Nam vào Lâm Đồng, cấm xe ô tô tải có trọng tải toàn bộ trên 20 tấn, vận chuyển khoáng sản, vật liệu xây dựng, đất đá. Lưu thông theo các khung giờ từ 10 giờ đến 17 giờ, di chuyển hướng từ thành phố Hồ Chí Minh lên thành phố Bảo Lộc, các ngày 29 và 30 tháng 4. Cấm lưu thông từ 14 giờ đến 20 giờ các ngày 2 và 3 tháng 5, di chuyển hướng thành phố Bảo Lộc đi thành phố Hồ Chí Minh.